Sao Dê là mình đây. Sau này các bạn ơi, xin chào tất cả các bạn buổi sáng nha. Hiện tại bây giờ là 9 giờ sáng và mình mới vừa đi học về luôn các bạn ơi. Chạy một quãng đường xa thì mình mới về tới nhà nha. Mặc dù là mình đi đó từ rất sáng sớm luôn các bạn. Hơi khá là mệt. Sáng mình có ghé chợ và mình thấy phát hiện ra một cái món mà mẹ mình cực kỳ không thích, đó chính là chuột nha các bạn, chuột đồng nha. Thì mẹ mình ăn cái gì cũng được nhưng mà ngoại trừ gà nè, với lại cái gì ta, con chuột đó các bạn. Mẹ mình ghê nhất là con chuột đó các bạn ơi. Nhưng mà ở nhà thì mình cha với lại anh hai, không biết chị Hiền có ăn không nữa các bạn. Từ hồi chị Hiền về đây mình chưa thấy bà ăn chuột bao giờ hết trơn. Với lại lâu lắm rồi mình không có ăn chuột nữa. Thì ngày hôm nay sẵn mình mua được mớ chuột đó các bạn, về mình sẽ chế biến một cái món gì đó tầm thường thôi, để mình sẽ rủ mẹ mình coi phản ứng của mẹ mình như thế nào, xem lần này không biết mình làm ngon rồi mẹ mình có ăn không nữa các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ dẫn các bạn vô nhà chuẩn bị chế biến cái món này rủ mẹ mình ăn nha. Đi quãng đường xa về á, nực đổ mồ hôi hết trơn các bạn ơi, đầu tóc cũng bù xù, mới bới lên cho gọn nè. Thôi bây giờ mình sẽ vô nhà để chuẩn bị cái bữa ăn này luôn, sẵn mình ăn cơm trưa luôn nha các bạn. Và nếu các bạn nào thấy clip ngày hôm nay mình hay và thú vị, nhớ để lại một like và nhấn vào nút đăng ký kênh để cho mình có thật là nhiều động lực tạo ra nhiều video hay và thú vị cho bạn xem đó nha. Kì bò sữa, bà con, bò sữa thèn thèn chuột. Bò sữa nó ghét chuột luôn các bạn. Chuột này bò sữa, chuột nè, thấy chưa, chuột á. Chuột có bò sữa. Ủa? Không biết hả? À, còn lông là nó mới chịu các bạn ơi. Bò sữa nó chỉ biết là con chuột khi còn lông thôi à. Thèn thèn. Đây nè các bạn ơi, đây là cái mớ chuột mà mình mua được nè. Mình mua tổng cộng là 4 con. Trời ơi, con nào con nấy cũng bành kia hết trơn các bạn. Mình mua 4 con này là 1,2 kg luôn các bạn, với giá là 160k nha. Còn đây là sả ớt. Trong đây mẹ mình có băm thêm tỏi nè, mẹ mình đã hỗ trợ băm tỏi giúp mình nha. Tỏi, ớt, sả. Thì đây là gia vị nè. Hôm nay thì cái chuột chiên nước mắm sả ớt á, thì nó sẽ khác so với lại là gà nha các bạn. Giờ mình sẽ bỏ chuột vô thao. Ây da, trời ơi. Với bao nhiêu sả đây mình chỉ cho phân nửa thôi nha các bạn. Cho nhiều quá khi mà mình chiên nó sẽ mau khét. Mình sẽ cho 4 trái ớt vô. Một xíu bột ngọt, một xíu hạt nêm, một xíu nước mắm. Gia vị đã xong, trộn đều lên cho con chuột của mình nó thấm nha các bạn. Lửa mình cũng đã đốt lên rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt chảo lên. Mình sẽ chế dầu ăn vô. Đây là cái món chuột hồi sớm giờ mình ướp nè các bạn. Nó cũng thấm gia vị rồi. Mình ướp hơn 30 phút lận các bạn ơi. Ủa khói quá trời luôn. Dầu ăn mình cũng đã bỏ vô rồi. Giờ mình sẽ cho món chuột này vô chiên luôn. Mình sẽ lấy em bé chuột này. Trời ơi, hơi to đó các bạn ơi. Bỏ vô chiên. Rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Bé ơi, nồi nắp nơi. Wow. Và một em cuối cùng. Cuối cùng mình cũng đã đưa được mấy sư huynh chuột vô chảo dầu chiên rồi nè các bạn. Giờ mình sẽ chờ cho mấy anh ta vàng nha.
Đây các bạn ơi, cuối cùng thì mấy con tiểu chuột chuột mình nó cũng sẽ chín rồi nè. Bây giờ mình sẽ vớt ra cái đĩa nha. Sẽ vớt em này ra trước. Bạn ươm luôn nè các bạn. Wow, rất là mềm luôn. Cho nó hết dầu các bạn ơi. Wow, thấy mà chảy nước miếng. Cái bà này thì bà đang nằm xả cánh chân nè các bạn. Cái này nó chưa vàng lắm nha, sẽ chiên tiếp. Bà chuột này bà vàng ươm luôn rồi các bạn. Trời, giờ này nắng lên luôn. Wow, ôi yêu chuột quay vậy đó các bạn. Rất là đã luôn nha. Thấy thèm quá, vớt ra. Đây, có món, ơi. Ngồi đi. Để ngồi đi. Cái này có món mới, Bim ơi. Món mới nghe mẹ. Ngồi. À, nó có món rồi mẹ ơi. Món mới nghe. Đâu, không sao. Hôm nay con có chuẩn bị cho mẹ một cái món cực kỳ ngon nha. Trời ơi, món gì vậy? Tiểu. Thôi để cho mẹ khui đi. Nè, chuẩn bị mở quà nha. Khui, mẹ thấy hồi hộp không? Bữa nay cái món này con chuẩn bị rất là lâu. Sao bữa nay đậy lùng bằng như vậy? Hiếm lắm, bữa nay là bất ngờ cho mẹ. 1, 2, 3, khui. Bữa nay cái món này, cái con gì vậy? Nè nè, mẹ coi thử coi. Đâu, khoan, để xuống. Nè, coi thử coi. Mẹ coi thử coi. Nè, dở anh ơi. Rồi mẹ thấy cái con này mẹ ớn rồi à. Con gì mà trời ớn? Ơi, chuột. Trời ơi, con chuột mẹ không có ăn đâu. Đâu, bữa nãy mà ngon mà. Đâu, mẹ cầm cái này ơi. Coi, mẹ không có ăn. Nhiều khi cái món này mẹ ăn được sao? Không, mẹ cầm thử coi. Mẹ cầm thử coi. Trời bữa nay ăn tới chuột mẹ không ăn đâu mà ăn đi. Mà bữa nay con chiên xả thơm lắm. Thôi, con với Bim ăn đi, mẹ không ăn đâu. Trời đất, không ăn luôn hả? Con này mẹ không có ăn. Trời đất ơi. Thôi đi mua con này, trời ăn tới chuột nữa. Không ăn đâu. Thôi đi mà. Con với Bim ăn đi, mẹ không ăn đâu. Đi vô, mẹ không ăn đâu. Bim, mới kêu mẹ lại Bim. Mẹ. Hơi, cái món ngon như thế này mà nở lòng nào mẹ mình chảy mất dép các bạn ơi. Thôi bây giờ hai chị em mình sẽ thưởng thức ha, tiểu Bim Bim. Thôi, cái đùi chuột rồi các bạn ơi, nó vàng ươm à. Thiệt là một điều tiếc nuối các bạn, là hai con đẹp nhất luôn nha. Vàng ươm như thế này nè. Còn có con này thì nó hơi ấm nhơm ấm nhách nha. Thôi Bim Bim, thơm lắm á các bạn. Thấy vậy chưa mà ốm là nó tập gym nha. Bây giờ mình sẽ ăn cái con to. Đây là có hai con to, mình sẽ chừa cho cha mình cái con to hơn đó các bạn. Con này to hơn nhiều hơn nè. Nhưng mà cái con này nó ngon hơn. Thôi mình sẽ chừa cha mẹ. Cái con nó tuy hơi nhỏ nhưng mà nó ở trong đầy đủ bộ phận nè các bạn. Còn miếng gan với lại cái này vàng hơn nè. Chừa cho cha nha. Con này thì nó hơi bự hơn xíu à, nhưng mà nó không có đầy đặn. Với lại nó không có đẹp nữa các bạn. Nè, tôi xét cái đùi cho các bạn xem nha. Con nào Bim Bim. Trời ơi, mời các bạn cái đùi chuột nha. Giòn khấu luôn. Trời ơi, bành thị mèo nó kêu. Giòn khấu luôn các bạn. Ăn miếng cơm. Hôm nay mình ăn bốc nha các bạn. Mình có chuẩn bị chai nước tương. Chuột thì nó mặn mặn ngọt ngọt, thơm thơm. Trời ơi, trời ơi, tương văn nha mà. Bim Bim ăn không? Ăn chuột rồi Bim. Chị cho ăn thịt chuột. Trời ơi, ăn chuột đi Bim Bim. Nè, ăn chuột đi Bim Bim. Chuột nè. Trời ơi, nó biết mùi chuột rồi các bạn ơi. Nè, uống miếng nước đi cho thấm giọng. Còn mà sữa. Trời thần ơi, anh trai ơi. Thôi bây giờ mình sẽ ăn các bạn. Mình lau tay cái đã. Tiếp tục xịt miếng tương ớt ăn cho nó phê. Đây đi.
Đó. Hôm nay mình ăn trong gừng trong cuốn một bữa các bạn. Mời các bạn cái đùi chuột. Ăn chuột là không thua gì thịt gà bạn. Mèo, cho mẹ miếng xương nè. Ngon các bạn, mời bạn nha. Y chang gà gán KFC vậy á. Hey. Ăn bắt. Mời các bạn. Ngon. Có miếng gạo. Bỏ rau lên ăn. Ớt nè các bạn. Nhất cái nách. Mình cười cha mình hai con đẹp. Đây. Ủa lộn. Đây. Hai con đẹp cho tía mình. Mình sẽ ăn con xấu. Nhưng mà mình vẫn để đây cho các bạn xem nha, cho nó đẹp. Hê hê. Quá phê. Nè mèo 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 mèo. Đó ăn đi. Mèo la quá các bạn ơi. Nó cũng thích ăn thịt chuột nữa. Xịt miếng nước tương. Hôm nay mình ăn bắp đi các bạn. Ăn bắp nó ngon hơn á. Wow. Ngon quá. Trời thì đang chuyển mưa nữa. Trong nó còn xả gió các bạn ơi. Nó cay cay, thơm mùi xả lắm luôn. Vị chuột á mình ướp nó mặn mặn ngọt ngọt có phê lắm luôn á. Ôi, thịt tươi nè. Đem. Ồ, mời các bạn nha. Đó. Phê nè, mời các bạn nguyên cái đùi. Nhìn nè bim. Không ăn hả? Mời các bạn nha. Nó y chang thịt gà nhưng mà nó có mùi thịt chuột các bạn, nó chỉ khác ở phần đó thôi. Ăn rau vô. Ăn cái ớt. Nước cái nách. Cay à. Ăn cái món này mà mình tưởng tượng đang ăn cơm gà số mỡ các bạn. Món này hai bài hài các bạn thông cảm nha. Ăn đó bên. Nó sợ chuột rồi. Cay quá. Mời các bạn. Cay quá. Nhưng mà càng cay càng ghê. Nó sợ. Công nhận thịt chuột nó dai các bạn. Thịt chuột đồng á. Không thể nào nói lên lời luôn á. Ăn cái món này phải ăn bắp các bạn. Hồi trước á, mình nhỏ nhỏ các bạn, cha mình hay đặt gà chuột á. Dính con chuột nào chuột nấy bình kia không à. Con cha mình thường là nướng sa tế các bạn, nướng cho mình ăn. Lâu lâu thì chiên nè. Rồi kho rau găm nữa. Rồi có tiếng chắc của con chuột á. Nó mùi chuột á các bạn. Cho nên là mình phải làm cái món gì mà nó khô lại á, ăn nó sẽ không bị tanh nha.
Ngon lắm. Ê mấy mèo. Mèo mấy mèo mèo mèo. Trời ơi. Mèo mèo. Đợi con chị ơi. Mèo chuột sống chuột chết vậy nó cũng thích á. Chuột chế biến cũng thích hơn. Món này ăn cơm là nhức nhối rồi các bạn. Nóng lên da kêu. Nãy trời chuyển mưa mà cứ hồi nắng hồi mưa rồi các bạn. Mưa âm dâm. Lâu lắm rồi mình mới ăn lại thịt chuột luôn á. Công nhận nó ngon mà không thể nói nên lời luôn á. Từ ngày mà ở ruộng nhà mình đó bạn, người ta lên clip, người ta trồng gãy á, không còn thấy chuột nhiều nữa. Hồi trước á là tới mùa mà cắt lúa các bạn, anh hai mình hay đi bắt chuột á. Anh hai mình đi đào hang á, cha mình thì dày gặp chuột. Buổi chiều tối à, nhà cha mình sẽ đi lấy mồi, làm mồi từ củ khoai lang, khoai mì hoặc là lúa các bạn để đi dài chuột. Sáng thì 3-4 giờ sáng thì cha mình sẽ đi gỡ gặp chuột. Có hôm á thì dính được mười mấy con nữa à. Gặp nào cũng dính hết trơn á. Có hôm thì 1-2-3 con, có khi là cũng có con nào luôn. Nhưng mà chuột á thì cũng có loại ăn được và cái loại rất là hôi các bạn ơi. Chuột cống heo là ăn không được. Chuột cơm á là ăn rất là ngon nha. Chuột cơm là ăn lúa đó bạn, ăn trái cây được á. Còn chuột xạ, hình như chuột xạ ăn cũng được lắm các bạn. Mình hồi nhỏ mình rất là thích ăn chuột. Mỗi lần ăn chuột như thế này nè là cha mình cho mình cái đùi không à. Wow. Chiên xả lên là nó thơm đó các bạn. Mời các bạn nha. Ở nhà mình á là ai cũng ăn thịt chuột á, có mình mẹ mình hả. Còn chị Hiền thì từ lúc về tới giờ nó hai chưa bao giờ bắt cho ăn hết. Nên mình cũng không biết nữa. Ăn ớt rồi ăn cơm mía nè, mía the he nó ăn thêm nước rồi. Không ăn được chuột bạn, ăn mía rồi nãy tưởng thịt heo. Có đã. Cái này nè các bạn ơi, con bò sữa với con bò cụng nó chào mình nè, cho ăn mía nè. Mà sữa, mà cộng. Ôi trời ơi, rớt rồi. Con bò sữa đằng kia kìa. Sữa ơi. Thôi để đây đi các bạn ơi. Giờ mình sẽ lấy cái con này mình quất tiếp theo nha. Sẽ mời các bạn nha. Cái đùi nè. Con này thì nó ốm các bạn. Không phải đâu. Quên kể các bạn nữa. Là lúc sớm á các bạn, mình mua cái con chuột này, mấy con chuột này đã. Là người ta mừng mà theo kiểu dạng như nếu mà có ai có quay lưu á, chuột quay lưu á thì mình để cái da thì sẽ ngon. Và cái này là mình coi trên mạng đó các bạn, trước giờ cha mình ở nhà mần là vuột luôn nguyên cái da của con chuột ra nha. Còn cái này của người ta là người ta trộn nước sôi, người ta cạo như cạo lông heo vậy đó các bạn. Mình nhìn thì mình thấy ghê quá cho nên mình bắt buộc là mình phải gỡ cái da ra. Gỡ gã da thì cái con này nó còn bộ xương này nữa các bạn. Mấy con này thì mập u cho nên là vẫn còn nguyên vẹn. Sớm còn con da, còn cái da của nó thì nhìn thấy rất là to luôn các bạn. Mời các bạn nữa nha. Cốt ơi. Hai mình á, không có nhà. Cho nên hôm nay mình với cha ăn thôi. Em đây bà chị. Bà chị mèo. Miếng nước tương nữa. Họng mất chứ à. Hết hồng con trộn các bạn ơi.
Mình để xương dưới vậy cho bò cụng nó ăn các bạn. Muốn cãi muốn sập các bạn vậy đó. Món này anh hai mình cũng mê lắm các bạn ơi. Nhưng hôm nay không có anh hai ở nhà nên nên là thôi hai cha con mình xử lý luôn. Người hai con. Bữa nào có anh hai ở nhà với chị Hiền ở nhà mình sẽ mua cho ông bán thử. Bữa nào mình sẽ nướng sa tế nha. Cái đùi vậy thấy thịt không rồi các bạn. Nó thơm mỡ lắm. Mình gỡ ra hết rồi. Mỡ nè. Cay. Quá mệt mỏi, no quá bạn ơi, ăn cơm nó ngon quá. No mà cay quá các bạn ơi, mình ăn hết là cái này là phần xương mà còn miếng thịt nè mình chừa lại cho con Messi nha. Messi của mình thì nó bị bệnh các bạn, nó không đi đứng được nhiều, cho nên cái phần này còn thịt đó mình chừa cho nó. Còn này mình sẽ để dành chiều mình ăn cơm tiếp nha. Mình rất là thích ăn chuột cuốn các bạn, đặc biệt là chuột chiên với chuột nướng. Hai con này mình chừa cho cha nha. Cơm này nhiều quá mình ăn không hết, để dành chiều mình ăn tiếp nha. Thì cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Nói chung là ngày hôm nay mình mua cái món này là ăn cho đã thèm, rất là lâu mình không có ăn nữa. Với lại mình cho anh mẹ mình xương xương nhẹ xíu các bạn ơi. Mẹ mình cũng vô nhà, mẹ mình ăn cơm luôn rồi. Thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thấy hay nhớ để lại một like và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình có thật là nhiều động lực để cố gắng lên nha các bạn. Và bây giờ bye bye. Nó phóng nè. Đất nơi.